Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tô màu. Rồi trong là chót cứu hộ. Rồi trong sẽ cứu hộ. Tiếp tục, đầu tiên mình sẽ tô cái nón. Nón sẽ là màu đen. Này sẽ tô rồi trong đội xe cứu hộ. Cái nón của nó mình sẽ tô màu đen. Rồi chắp nó mình sẽ có màu đỏ. Mấy viên nón mình sẽ tạo màu da người, màu hồng hồng cam cam. Dạ khá là. Nó cũng tông màu da nha các bạn. Màu da cho nó đẹp. Rồi tiếp tục chắc nhiều nón và cái tông màu vàng. Ngay cái viền này tông màu vàng. Màu da. Nón tiếp tục còn phải là nón. Các bạn nón thì chưa tô xong tông tiếp tục màu đen.
tao đang nhẹ đang mờ thôi. Xong cái nón rồi, màu đen này sẵn to bánh xe luôn, bánh xe màu đen, rồi đặt màu đen vào. Rồi xong bánh xe, làm tao màu vàng, màu vàng là tao cái dàn xe này màu vàng đi, lấy xe trước cái dàn mỏ trước cho màu vàng. Cái vẹn nhà xe treo cũng màu vàng rồi. Rồi tiếp tục cái phun nước, phải phun nước này cái tô màu vàng luôn. Rồi xong màu vàng hết. Rồi tiếp tục cái tô màu đỏ, toàn bộ sẽ màu đỏ hết. Màu đậm vàng, cái đậm cái đậm như vậy không? Đẹp luôn rồi đấy.
tiếp tục, tôi tiếp tục dành xe, cái dành xe có màu đỏ luôn, đặt xe màu đỏ luôn, cái nó thì có đỏ luôn, đỏ thì có đậm luôn. Rồi gần xong rồi các bạn, chiếc bộ ly của mình đã xong, sắp hoàn thiện rồi, sắp hoàn thiện rồi các bạn ơi, thật là đẹp. Sắp hoàn thiện rồi, tiếp tục mình sẽ tô cái đầu cái nó màu trắng lên, tô một cái nghe màu bạc bạc đẹp, màu bạc đẹp, tô này cho bạc bạc lên, cho nó nhẹ hơi. Ok, bộ ly của mình sắp xong hoàn thiện các bạn. Rồi, bộ ly của mình đã hoàn thiện rồi các bạn ơi. Ồ, rất là đẹp. Các bạn thấy hay hay đẹp thì cho một like, một subscribe và chia sẻ bài viết cho mình nhé. Nhớ subscribe kênh cho mình nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.